Rồi ơi, dì muốn con em một cái phạt nạp tùa lớn nhất Croatia, cũng có thể được gọi là lớn nhất châu Âu, mà phải đi như thế này đây, vô rừng, vô núi, khổ sở. Che parte è difficile? It's a pretty easy rule to follow. Oh, yeah, yeah. Oh, nước ở đây nó màu xanh nha. Nước cái thác màu xanh. Coi chừng té nha Phê Liệt. Không có trộm, Phê Liệt không có trộm con ơi. Không có trộm nha. Té. Ôi nước trong quá à. Wow, nước ở đây thiệt là trong luôn á nha. Tại ở đây lấy hết cái view đẹp nè. Kia. The big waterfall.